cô nào chơi chồng giới thiệu luôn đi. Đây đây, đây có cô này chơi chồng đi. Chị ơi. Nhìn con mãi á. Rồi. Đây đoàn đang dành những suất quà đặc biệt cho hai cụ già neo đơn ở Quảng Điền, Triều Đại, Triều Phong, Quảng Trị. Chúc hai bác vượt qua khó khăn. Rồi chúng con xin phép ạ. Con đi rồi ông. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Ba. Chúc ông bà là trường thọ nghe. Dạ dạ. Rồi, cho tôi chào đi. 84 tuổi dạ. Ba bao nhiêu ạ? Dạ, ba cũng chừng đó. Dạ. Rồi. Thôi, tôi cháu đến đây là mong hai ông bà sống lâu về là sức khỏe với cái con cháu. Dạ dạ, cháu xin phép rơi ạ. Dạ. Yeah.